Bác chạy hộ ấy, không phải đùa đâu ấy. Bây giờ chạy cả nó. Làm cho con ngã. Bạn tăng là mông lái đấy, bạn không đi ở đâu. Mình đi đâu đi. Ôi, mình đi chung 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 đi không? Ôi, chung này. Cái chung này là nào ạ? Bơ này mình ăn hết rồi, ăn hết rồi. Đúng. Rồi bơ này, có nào hết bơ này. Không tu thì cố gắng mấy vị. Cái tu à? Bạn nghĩ đi các bạn. Đúng. Bạn phải không đúng nghĩa. Chà. Bác kia hiểu nhiều phải lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá. Cương đã bỏ rồi đó, vì vì bác mới hạ lại ao cương cơ. Chứ bạn mày bác à, thế cho nên hết cương đã bỏ đấy. Ai già lại được bảo ngăn giả bố, cả mà bảo có thắp bố mới đầy được đấy. Tao lưu ở lưu tán cương đã bỏ đó, vì bác mới hạ lại ao chung bạn mày bác à. Tên chính thấp quay rồi. Cương, nạp bò, đúng không? Nó bạc thấp mai hông? Đúng rồi, đẩy cả mai bạc cũng mới là bố mà. Lưu tên, thằng tên chứ này bố. Mình là bạc nó xuống đâu. Tóc quên rồi đấy, quên mà không có lắng lắm. Đẹp, 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 đẹp. Nha, cảm ơn cháu. Trời, đã lúc bà nó là bố chăn nghề có leo á. Quý thì bác cũng là bác cũng quý mà. Đâu ạ? Không, người giáo mới đây đâu. Mới mới cả số à? Cái này à, thích cái này làm cho bác cái kia một cái được. Cái này có bơ hết biết chứ chắc. Cái này là chú bơ bác bơ lên nhá. Chị biết bơ chẳng nhà cao bơ bác. Bích à. Trời ơi đúng rồi. Trời ơi đúng rồi. Bác
Còn đứng bên bên. Mày ở quyền mày rồi. Chứ không có năm mình được bà mất mình đã mất tức. Mình lấy gì cả mày đâu à. Nè, ở quyền là mày á. Chắc chắn. Cái căn đấy nhỉ bác.